nhé, xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác đang là những bộ mic thanh lý của bên em và hàng tồn kho từ năm ngoái, và các bác sáng nay đã xem video của em và ngày hôm nay thì tiếp tục thanh lý tiếp các bác nhé. Và các bác cứ tiếp tục đăng ký kênh và chia sẻ bài giúp em liên tục thanh lý trong những ngày gần đây, gửi đến cho các bác những bộ mic hàng tồn kho, hàng trưng bày năm ngoái còn rất là nhiều. Ở đây thì là sẽ có 3 bộ mic Shure UX 31 hoặc là 21 các bác nhá. Và một chiếc vang cơ đây. Con vang cơ DBX này thì là em sẽ để cho các bác mức giá là 500k các bác nhá. Chỉ với 500.000 thôi các bác đã sở hữu ngay một chiếc vang cơ. Con này vang đời đầu, tiếng echo của nó rất là hay các bác nhá. Rất là hay, 500.000 đồng. Và chiếc mic này là tất cả đều là hoạt động bình thường các bác nhá, hoạt động tất cả đều bình thường. Và giá cũng để cho các bác là 900.000 một bộ các bác nhá, gồm một đầu thu và hai tay mic, và có 3 bộ ở đây. Hoạt động bình thường, không lỗi nầm, không hỏng hóc gì các bác nhá. Hàng mới tinh đồng hồ trưng bày. Và bên đây nữa. Bên đây là mic thì cái dưới này, cái bot 999 này hiện tại là đang có một tay. Và chiếc mic UX 21 này cũng hoạt động một tay. Cái mic ở dưới này em để cho bác là 300.000 đồng. Cái trên là 500.000 đồng các bác nhá. Ok. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip mới nhất hàng thanh lý của bên em. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Các bác nào đi qua thì là cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em tiếp tục làm những video giá rẻ gửi đến cho các bác ạ. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.